Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Vâng, bây giờ là một thời tiết khá là mưa tầm tã luôn. Và cửa hàng em Vũ Duy Auto mới về một chiếc xe Toyota Vios bản E, sản xuất năm 2010. Sử dụng máy xăng 1.5, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi, rộng rãi, thoải mái. Biển số 15A49930, con này thì tư nhân dinh chính chủ luôn, không taxi, không dịch vụ. Với cái giá chỉ có 229 triệu đồng, đây là một mẫu xe khá là lý tưởng cho mọi người. Giá rất là mềm, form dáng thì đẹp, sơn si đồng đều, nội ngoại thất thì chưa kịp dọn dẹp gì cả. Vâng, chiếc xe mới được cập nhật về cửa hàng thôi, nên là nó cũng còn một số cái khiếm khuyết mà do chủ nhân cũ để lại. Thế nhưng mà thưa quý vị các bạn, gần như là đẹp luôn, xe rất là nét, form dáng được, cửa kia các thứ đóng mở thì êm chắc. Máy thì đang chạy đây, con này thì mới chạy được có 16 vạn đấy. 16 vạn đây quý vị nhá. Đấy, điều hòa điều chỉnh đây. Đấy, màn hình DVD giải trí, camera, màn hình CD, đầu đĩa 6 đĩa. Vâng, âm thanh thì cực kỳ chắc, có túi khí cho người lái cũng như người ngồi. Một chiếc xe sử dụng 4 bánh phanh đĩa, rất là an toàn. Vành la răng 5 chấu, rất là to bản luôn. Phanh đĩa trên bánh trước. Và đây phanh, mọi người có thể nhìn lốp thì tương đối khá là mới. Lốp Yokohama, lốp 185, tỷ lệ 60, vành 15. À, nói chung là ta lông thì vẫn còn đẹp. Đấy, cua lốp đây. Hôm nay em quay hơi tối nên mọi người cũng thông cảm. Đấy, quay chi tiết luôn. Sơn si thì rất là đồng đều. Đấy, rời mưa đấy. À, xe mới về phải quay ngay cho mọi người. Màu đèn thì cũng tương đối khá là sáng và đèn thì cũng đang bật đấy. Logo Toyota nổi bật. Phần mặt nạ của chiếc xe, phần hốc gió thì khá là đẹp. Các cái phần nẹp chrome thì vẫn còn rất là sáng. Đấy, và cản dưới thì mọi người nhìn nhá, cản dưới này sơn si đồng đều luôn. Sáng mai em sẽ quay chi tiết về chiếc xe này cho mọi người. Còn hôm nay để quay qua thôi. Những ai quan tâm thì cứ hẹn mọi người đến sáng mai. Con xe này cũng mới về thế nên là phải quay ngay. Đấy, lốp láp thì tương đối khá là mới, vành la răng đẹp luôn, đấy không chảy xước, đấy cua lốp này, giảm sóc này, cửa thì đóng mở rất chắc và con này hạn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2021, thoải mái luôn, đấy hạn đăng kiểm rất là dài, cửa thì đóng mở chắc, tay nắm cửa được mạ chrome rồi, rất là nhẹ nhàng, hít chắc luôn, đấy, cửa mở ra tappy cực kỳ sạch sẽ, đấy. Kính đóng thì rất là chắc, nhẹ nhàng, êm. Đấy, loa này, suppap rất là to. Cửa điện, kính điện, điều chỉnh điện luôn. Keo chỉ thì không mất một phân ly nào với cánh này. Đấy, răng cao su cũng rất là nét. Túi khí cho người ngồi bên cạnh, túi khí người lái. Đấy, ngồi trong xe thì điều hòa mát rượi luôn. Nội thất ghế da màu sữa kết hợp với trần nỉ khá là sạch sẽ. Đấy, trần nỉ sạch sẽ luôn, đèn nón đầy đủ, không thiếu cái gì. Đấy, nội thất khá là rộng, thoải mái. Cần số con này thì số má chắc chắn luôn. Đấy, cửa đóng mở rất là êm tít, chắc chắn. Đấy, khóa điện rồi. Con này lúc nãy em chốt điện ở bên kia. Ở đây. Đấy, tappy sạch sẽ và không có một chút khoan đục nào luôn nhá. Không taxi dịch vụ. Đấy, đấy. Răng cao su này, mọi người nhìn răng cao su này, bản lề này. Quay có flash thì nó rất rõ ràng hơn. Đấy, rất rõ ràng. Keo chỉ thì cùng em Vũ Duy xem nhé. Keo chỉ này nét căng luôn. Đấy, nội thất ghế ra đấy, đằng sau cũng rất là rộng rãi, thoải mái. Phần để chân thì thoáng đãng, không bị gò bó. Đấy, trần này, dòng vai ốt thì biết rồi. Loa âm thanh xuất phát rất là to. Hai loa đằng sau rất là to, hầm hố. Đấy, một chiếc xe khá là chất. Cửa đóng thì chắc chắn luôn. Đấy, và đây lốp đằng sau, vành la răng cũng rất là đẹp. Phần lốp láp thì tương đối khá là mới. Lốp đấy mọi người nhá, lốp đằng sau thì là lốp Triton 185-60, vành 15. Cua lốp này, đấy, cua lốp rất là sạch luôn. Đấy, một chiếc xe em chưa dọn dẹp gì cả, mới về thôi, chưa kịp dọn luôn. Đấy, giờ thì ta sẽ đi lên trên này, mở cái cốp ra. Đấy,
Cốp mở thì rất nhẹ nhàng. Đây mọi người cùng em nhìn nhá. Răng cao su này. Keo chỉ này. Keo chỉ nét nẹt luôn. Đấy, không mất một chút nào luôn. Quay có flash nó rất là rõ luôn. Đấy. Keo chỉ kính zin nhá. Kính zin này. Đấy, rời mưa. Nói chung là thời tiết cũng mưa hơi khá là to. Đấy. Có phần sườn này. Giá thì quá là mềm, chỉ có 229 triệu đồng được một chiếc xe Vios bản E. Đấy, phanh đĩa 4 bánh. Đấy, túi khí. Rất là an toàn đấy. Lót lót rất nhiều lớp. Đấy, lốp sơ cua còn rất là mới luôn. Đấy, đồ nghề đây, không thiếu một cái gì. Đấy. Rộng rãi, thoải mái. Không gian để đồ này. Cửa bên này mọi người nhìn nhá, rất là khít này. Mở cánh ra này. Keo chỉ này. Nét căng luôn. Răng cao su, tapi sạch sẽ, không có chút phan đục nào. Đấy. Em quay qua thôi, chứ có giờ cũng hơi mưa mưa, quay lâu cho mọi người thì cũng hơi ái ngại và chất lượng hình ảnh nó cũng không được rõ nét cho lắm. Thế nên là em quay qua, sáng mai em sẽ quay chi tiết lại cho mọi người. Vâng. Mấy hôm nay cũng hơi bận nên là thời tiết thì nó cũng nhanh tối. Thế nên là xe về thì toàn tầm này thôi. Thế nên là cũng phải quay nhanh cho mọi người để mọi người xem. Đấy, keo chỉ đây. Răng cao su này. Nội thất bên trong rộng rãi, thoải mái. Ghế ra, chỗ này điều chỉnh gương kính điều chỉnh này. Còn các cái phím bấm điều khiển cửa kính đây. Lên xuống rất nhẹ nhẹ nhàng. Đấy, chắc chắn luôn. Gạt mưa hoàn toàn sạch sẽ. Nước nôi đầy đủ đấy, nước nôi đang phun phè phè. Đấy. Đấy. Đồng hồ hiển thị rất rõ ràng, 16 vạn. Các cái cửa gió thì đầu đĩa. Đấy. Tay nắm cần số thì cũng đã hơi cũ theo thời gian rồi, tay phanh. Đấy. Túi khí cho người lái này. Đấy. Túi khí người ngồi bên cạnh. Đấy. Một chiếc xe giá rất là mềm. Đấy. Những ai quan tâm đến chiếc xe này thì hãy nhanh tay đến cửa hàng của em để mà chiêm ngưỡng và cảm nhận. Đấy, sử dụng động cơ VVA 1.5 cam đôn. Một chiếc xe khá là tiết kiệm nhiên liệu. Với mức tiêu thụ nhiên liệu cũng chỉ khoảng 7 lít đến 8 lít trên 100 cây thôi. Ắc quy thì cũng tương đối. Các cái phần đầu răng. Căng luôn. Nói chung là về chất xe thì cũng không có gì phải nghĩ ngợi. Vâng. Không đâm va, máy không ngập nước, rất là chất chắc. À, đặc biệt là xem phần hơi thừa nhé. À, ta xem phần hơi thừa của xe. Cái đi được có 16 vạn thì cái phần hơi thừa chắc chắn là sẽ không có rồi. Đúng là không có. Hơi thừa không có một chút nào luôn ạ. Vâng. Máy rất là chất. Rồi bây giờ ta đi đánh ra một đoạn nữa. Đi thẳng ra kia để cho cái bác kia bác ấy lùi ra. À, chỗ bãi em thì vẫn còn rất nhiều xe. Những ai quan tâm đến mẫu xe đẹp nào thì cứ liên hệ với em. Đấy. Con số thì rất nhẹ nhàng, nhả phát cái là êm ru luôn. Đấy. Nhạc nhẽo đập nghịch luôn. Cũng hơi tối giờ rồi nên là các bác thông cảm. À, mai sẽ quay sớm lại chiếc xe này. Nhưng mà hôm nay là phải quay ngay để các bác tối còn biết là ngày mai có xe đẹp. Vâng, vừa rồi thì em đã quay một chiếc Toyota Vios bản E sản xuất năm 2010. Phiên bản máy xăng 1.5, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi, rộng rãi, thoải mái. Mức tiêu thụ nhiên liệu cũng chỉ khoảng 7-8 lít trên 100 cây. Và thưa quý vị các bạn, chiếc xe này thì giá thì vô cùng rẻ, chỉ có 229 triệu đồng thôi. Những ai quan tâm đến mẫu xe đẹp mà vừa mới về cửa hàng này thì hãy nhanh tay alo cho em qua số điện thoại Fuji Auto 0869 158926.
rất hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Và riêng cái xe này sang tên bấm biển chỉ trong vòng một ngày thôi. Đấy, rất nhanh, gọn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.